chúng ta phải có bột gạo. Và bột gạo này là phải là mua loại một, loại tốt. Thì cứ một chén bột gạo thì phải có hai chén nước. Ta quậy bột cho tan. Đây là chén thứ hai. Thế là nước đủ. Và ta bỏ thêm một muỗng bột lọc, quậy đều cho bột lọc tan. Xong ta ủ lại một lát. Thưa cô, ủ là mình có cần phải đậy lại hay để trống như vậy ạ? À, không ạ, ủ lại để cho bột này là bột khô cho nên nó để cho nó tan ra nước. Dạ. Công đoạn thứ hai là ta làm lá. Phải rửa là sạch lá, lau khô và cắt bớt cái cuống. Và nếu mà lá có to lắm thì ta phải cắt bớt cái sống. Cái sống lá là cái nằm ở giữa này. Xong rồi ta hết, hết tí đầu là cho miếng lá ba vừa, hết đầu hết đuôi. Làm lá xong thì ta mới quay qua làm tôm, làm nhụy tôm, làm nhân tôm. Thì tôm ta mua loại tôm rằn hoặc tôm gân cho tươi. Xong rồi bỏ vào xong nước lạ với một muỗng cà phê. Nấu sôi thì là tôm chín. Tôm chín xong rồi chúng ta là bắt đầu. Vắt đầu, vắt hàm, vắt đuôi, vắt chân. Đó, con tôm nó sẽ sạch hết như thế này. Mấy chị em chú ý là khi mà đập tôm thì lưu ý là cái đuôi cho nó rời ra. Cả không thôi khi cháy thì nó đuôi nó không rời thì là cháy lâu. Đó. Đó. Như thế này là được rồi. Mỡ này chúng ta mua mỡ khổ. Chứ không phải là mỡ xa. Đó, nó phải nhỏ. Hột lựu, một hột lựu nhỏ đấy. Tôm cháy là nó kỳ mỡ. Nếu mà có mỡ thì cháy xong rồi mà độ có mỡ nhiều thì nó cũng là quánh từng cái sợi tơ lại, từng cái sợi tôm lại. Cho nên là các bạn là nhớ đừng có bỏ nhiều mỡ lắm. Thưa các bạn, bây giờ mời các bạn theo dõi cái phần cháy tôm. Cháy tôm thì các bạn sử dụng một cái chảo nhỏ và chúng ta không sử dụng dầu trong đó, không có bỏ dầu vào. Đợi cho chảo thật nóng thì chúng ta bỏ cái phần tôm mà lúc nãy đã được giã nhuyễn vào và đánh cho tơi ra. Các bạn nhớ là chao qua chao lại, xào qua xào lại và lửa phải nhỏ để cho nó khỏi cháy và tôm nó rời ra cho đẹp. Trong khi cháy tôm thì ta có thể bỏ hành, thêm vào một chút xíu nước mắm, rắc thêm một ít tiêu và bỏ thêm một tí muối. Các bạn hãy nhìn vào chảo và các bạn thấy rằng cái tôm đã được cháy khô, nó hiện lên một cái màu cam rất là đẹp. Và muốn được cái màu da cam đẹp như thế này thì các bạn nhớ là phải tìm mua cho được con tôm sú hay còn gọi là tôm răng. Cháy xong rồi các bạn bỏ mỡ. Và khi mà tôm đã được khô thì các bạn phải nhớ bỏ cái chén mỡ hạt lựu lúc nãy vào. Trong khi chờ cái phần tôm cháy cho nó hoàn chỉnh thì xin mời các bạn theo dõi cô Khương sẽ giúp cho chúng ta thực hiện cái phần bột áo bên ngoài. Thưa cô, cái cách này dùng từ địa phương thì hồi nãy con nghe cô nói là làm gì cô? Giờ chúng ta qua công đoạn tư là giáo bánh. Giáo bánh. Ta phải lọc bột. Trước khi giáo bánh thì chúng ta đổ vào bột 2 muỗng dầu, 1 muỗng muối. Chúng ta bắt lên bếp với lửa vừa thôi. Giáo luôn tay.
khi nào thấy nặng tay là bột bột đặc thì ta nhắc xuống. Trong khi chờ cái chảo bột được chín thì các bạn chuẩn bị cái phần lá. Và tôi thấy rằng với những cái gân lá ở phần trên này nè, là cô Khương đã dùng dao gọt bớt cái phần gân lá ở trên này. Xin các bạn theo dõi cái bột. Phần bột nó đã nặng tay và như vậy là đã hoàn chỉnh. Như thế này là đạt yêu cầu. Và chúng ta khi mà nhắc xuống rồi là phải quay, là khuấy đó. Khuấy cho bột nó có cái độ dẻo, bánh nó không mới không gãy và rất là ngon. Rồi chúng ta múc một bột bột bề dài cỡ khoảng 10 phân hoặc đến 12 phân, còn bề ngang từ 2 đến 3 phân và chạy mỏng như thế này. Xong rồi ta rắc nhân ngay chính giữa, bánh mà khéo là nhân hắn nằm chính giữa. Xong các bạn xếp lá lại. Bên này ta xếp cái mí, rồi là vuốt bánh, xếp hai đầu. Và các bạn phải là lấy tay vuốt mạnh để cho cái nhân với cái bột nó đều, nó phẳng. Chứ không thôi nếu không vuốt thì chút hồi là cái nhân nó sẽ nổi lên trên. Bánh đã được cô Khương gói xong. Chúng ta đến công đoạn cuối cùng là hấp bánh. Thì các bạn chờ cho nước sôi già, sau đó mới để bánh vào hấp. Hấp bánh thì phải lửa phải lớn. Thưa các bạn, trong khi chúng ta chờ bánh chín thì xin mời các bạn theo dõi cô Khương sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm món nước chấm. Cứ một muỗng nước mắm. Các bạn hòa một nước muỗng nước mắm để nguội với lại 2 muỗng nước sôi để nguội. Thêm vào đó 1 muỗng đường, ít lắc ớt. Thế là xong nước chấm. Bánh lá là một bánh, là một món ăn dân dã, nhưng cũng đã được nhập vào thực đơn của cung đình. Và nếu như chỉ trình bày đơn giản bằng những cuốn tròn kèm theo một chén nước mắm suốt thì nó sẽ trở thành một món ăn dân dã của Huế. Nhưng xin mời các bạn tiếp tục nhìn theo đây thì nó lại trở thành là một món ăn của cung đình Huế.